Chào mừng quý khách đến với video dự báo giá bất động sản Canada sẽ tăng trong khi thu nhập giảm. Dự báo của Fitch Ratings là một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng lớn chuyên về sự tăng trưởng giá nhà ở Canada cho biết rằng mức tăng trưởng giá nhà ở Canada chậm nhưng không có thay đổi lớn. Đồng thời, họ cho biết giá nhà Canada hiện nay không bị ảnh hưởng bởi thu nhập thấp và tỷ lệ thế chấp cao. Sau đây là một số thông tin cần biết từ báo cáo của Fitch Ratings. Thứ nhất, dự báo giá bất động sản Canada tăng trưởng chậm lại. Tăng trưởng giá nhà ở Canada dự kiến sẽ chậm lại. Dự báo cho thấy mức tăng trưởng từ 5 đến 7% vào năm 2022, thấp hơn một nửa mà họ đã dự báo vào năm ngoái. Vào năm 2023, tỷ lệ này được cho là sẽ giảm hơn nữa. Việc thiếu khả năng chi trả được cho là sẽ kéo theo nhu cầu về giá cả. Giá nhà hiện nay đang tăng nhanh, nhưng Fitch Ratings lại thấy tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại do lãi suất cao và lạm phát dự kiến sẽ trở thành lực cản đối với việc tăng trưởng. Thứ hai, dự báo thu nhập hộ gia đình của Canada sẽ giảm. Giá bất động sản ở Canada là một trong số ít những thứ được cho là luôn luôn gia tăng, trong khi dự báo cho thấy thu nhập sẽ giảm khoảng 5% so với cùng thời kỳ. Hiện nay, một phần của sự gia tăng thu nhập là do sự hỗ trợ của chính phủ. Các chương trình hỗ trợ ban đầu đã thay thế mỗi đô la thu nhập bị mất đi bằng 2 đô la hỗ trợ. Việc giảm thu nhập là không thể tránh khỏi khi sự tài trợ giảm dần, hầu hết đã hết vào tháng trước đây. Thứ ba, khả năng chi trả sẽ giảm. Giá bất động sản Canada được dự báo sẽ tăng trong khi thu nhập giảm. Rõ ràng, điều này tạo ra một tình huống tồi tệ hơn cho những người mong muốn mua nhà vì khả năng chi trả sẽ bị giảm đi. Giá nhà tăng và thu nhập sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản trong những năm tới đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video dự báo giá bất động sản Canada sẽ tăng trong khi thu nhập giảm. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến bất động sản, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc 416-669-7363 để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà và kinh đô. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách trong thời gian này, tiền huê hồng cho Thiêm Quang Lâm chỉ có 1% mà thôi. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video kỳ tới.